Xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream học từ vựng cho X cùng với Anh ngữ PMP và cô là cô Giang. Hiện tại có bao nhiêu bạn đã vào livestream với cô rồi thì các bạn nhanh tay giơ lên chào cô để mình có thể bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. Hello mọi người, các bạn đã nhìn thấy cô chưa ta? Coi nè. Rồi, hello bạn Thúy nè. Bạn Thanh Thúy vô rồi nè, rất là sớm. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì cô Giang có một cái wall nhỏ nhỏ để mà chúng mình cùng ôn từ vựng cùng với nhau. Cho nên là các bạn vào rồi á thì say hi với cô để chúng ta có thể bắt đầu ôn từ vựng của bài ngày hôm trước, Expansion Plan, trước khi mình bắt đầu cái bài học mới Bakery của ngày hôm nay ha. Hello Quỳnh. Xin chào tất cả mọi người. Hello bạn Huy Thịnh, chào anh Thư. Say hi của hello Hoàng. Hello Yến Nhi, chào Vân, Vân vô rất là sớm nè, giỏi. Hello Miu. Rồi, bạn Miu gọi bạn Sơn vô học nè. Hello Long. Hôm nay cô sẽ cho các bạn ôn từ vựng trước, mình đợi một chút xíu ha. Hiện tại đang là 11 giờ nè. Đó, mình đợi chút xíu. Thôi đúng rồi, bakery là bánh, đúng rồi em. Chính xác đó. Xin chào mọi người, cô sẽ cho các bạn ôn lại từ vựng của hôm trước nha. Rồi, nhờ cô Tú có thể ghim giúp Miss Giang cái link lên trên livestream này ở trong phần comment để cho mà bạn nào có nhu cầu mà nhận tài liệu của cô ngày hôm nay để các bạn có thể ôn lại á, thì mình nhập cái thông tin của mình vô trong cái forum đó giúp cô ha. Cô Giang ăn sáng rồi, các bạn đã ăn sáng hết chưa? Còn ai chưa ăn sáng, giờ này 11 giờ trưa rồi. Chỉ có những bạn mà ngủ tới trưa ăn luôn thì mình mới không ăn sáng thôi đúng không nào. Còn giờ này là nhất định phải ăn sáng rồi. Long giỏi, support cô chút xíu nha. Các bạn ơi, hiện tại á thì mình xa cách nhau cũng hơi lâu rồi đấy. Nhưng mà bên AIG á thì nó cũng đang mới ăn cười trong cửa sổ, ok. Hiện tại thì bên AIG á, người ta đang có tổ chức. Đó, bắt đầu người ta đục địch. Xong rồi bên mình cũng có tổ chức thi online cho tất cả các em nè. Cho nên là các bạn nhớ là mình chuẩn bị cẩn thận, vẫn học bài, làm bài bình thường, mình làm đề các thứ với các thầy cô, để khi mà người ta quay trở lại một phát là mình sẽ vô mình thi liền ha, các bạn không có chờ đợi lâu ha. Hello Phú. Hello Sơn. Cô chào bạn Nguyệt Minh, cô gọi em là Nguyệt đúng không? Rồi, hello Minh Hoàng. Rồi, hiện tại đang có 41 bạn cùng học chung với cô rồi nè. Bây giờ chúng mình cùng nhau làm lại cái bài hôm trước chút xíu để mình ôn lại từ vựng hôm trước, xong rồi mình bắt đầu nha. Vậy thì cô sẽ phổ biến cái cách làm cho các em nè, các bạn nhớ mình sẽ làm như sau ha. Hiện tại đây sẽ là từ vựng của bài số 14 được chưa nào? Và khi mà cô mở ra thì nó sẽ có nghĩa tiếng Việt ở trên và bốn đáp án là nghĩa tiếng Anh được chưa nào? Vậy thì các bạn cho cô xin đáp án đúng nè. Nhớ nè, khi mà mình comment á thì comment cho cô thứ nhất là đáp án đúng, thứ hai nữa là comment cho cô nghĩa của các đáp án nha. Mình ôn là mình ôn các đáp án luôn chứ không có là chọn đáp án A hay B hay C hay D xong rồi cái mình sót lại là nó sẽ uổng phí cái những cái từ vựng khác được chưa nào? Một lần mình comment là một lần để mình học bài, cho nên các bạn chuẩn bị chưa? Rồi, are you ready? Rồi, hello Tùng. Hello bạn Huấn Chim. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nha. Nhớ là comment cho cô đáp án nè. Comment cho cô đáp án nè và nghĩa của các từ nha. Rồi, cô sẽ bắt đầu ngay bây giờ ha, các bạn chẳng sẵn sàng nha. Go. Rồi, cô mở rồi nè, các bạn nhìn thấy chưa ta? Cô đang đợi các bạn ha. Hiện nay mình đang có 5 câu nè. Cố gắng lên nhanh chóng nha. Hello bạn Ngân, hello Thanh Thúy. Ê, giỏi quá. Rồi, học mọi người ơi, nhanh lên nào. Đại lý du lịch là gì đây ta? Ừ, đúng rồi, cô nhận được đáp án của Bích Vân rồi nè, xuất sắc. Rồi, cho cô xin nghĩa luôn nha mọi người, nhanh lên nha. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, cho xin nghĩa từ vựng đi mọi người ơi. Real estate agent là gì đây ta? Đúng rồi. Chúng ta sẽ có những nghĩa như sau này, các bạn comment cho cô nghĩa nha. Chúng ta có travel agency là đại lý du lịch nè. Rồi, hello Thùy Trâm, hello Yến Nhi. Rồi, chào Thúy Vy. Tất cả các bạn đang làm đúng hết rồi nè. Bạn Vân cho cô đáp án câu A là real estate agent.
có nghĩa là đại lý bất động sản rồi. Còn câu C, câu D chưa có nghĩa nè, cho cô xin câu C, câu D nha. Đúng rồi. À, câu C guided tour chúng ta dịch là gì nè? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, câu A là đại lý bất động sản, câu B là đại lý du lịch, câu C chúng ta sẽ dịch là guided tour là tour mà có người hướng dẫn, được chưa nào? Under construction là đang được xây dựng, rồi bạn huấn chim làm rất là xuất sắc nè, chính xác. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Tiếp theo chúng ta đang chuyển sang câu số 2 nha mọi người nha, câu số 2 nha. Rồi, do dự là gì đây ta? Cô mới đổi qua cái team này, nó có máy bay, nó bay qua bay lại đó mọi người, cũng hay ha. Rồi, cô Giang đang chuyển qua câu số 2 rồi này, các bạn nhìn thấy câu 2 của cô chưa ta? Và nhìn thấy câu 2 của cô chưa? Đây, do dự là gì đây ta? Rồi, cô đang nhận được đáp án bắt đầu. Rồi, Huy Thịnh, Yến Nhi, Minh Tuấn. Đúng rồi, tất cả các bạn đang làm rất xuất sắc nè. Bạn Kiều Lợi, bạn Bùi, bạn Long. Rồi, Bích Vân, Miu, Kim Chi đều làm đúng hết rồi nè. Giỏi. Rồi, cho cô xin nghĩa nha. Từ hesitant có nghĩa là do dự. Rồi, ba nghĩa còn lại nhanh chóng nào. Delay là... Đúng rồi, delay là gì đây ta? Chính xác, lo lự, do dự, lưỡng lự đều đúng hết, đúng rồi. Cô nhận được đáp án của bạn Long, bạn Huy Thịnh đầy đủ hết nè. Câu A, delay là trì hoãn. Câu B là từ chối. Mình có từ refuse. Refuse nó sẽ bằng nghĩa với từ decline. Các bạn viết từ decline vào trong vở luôn nha. Rồi tiếp theo câu D là từ save. Save mình sẽ dịch là tiết kiệm, đừng dịch là lưu, nó mất hay ha. Rồi hello cô Hảo, chúng ta chọn đáp án là câu C nha. Không, cái này là game của Giang đó. Tiếp theo nè, chúng ta đang có bản đề xuất. Cho cô xin bản đề xuất mọi người ơi. Cho cô xin bản đề xuất nha. Đúng rồi, bạn Trung Hiếu cũng làm đúng rồi nè. Trì hoãn, từ chối, do dự, tiết kiệm, chính xác, xuất sắc. Bạn Diễm Hồng cũng làm đúng rồi nè. Mình đang đến câu số 3 nha các bạn nha. Cứ lâu lâu các bạn thấy cái máy bay nó chạy qua cái đúng không? Rồi, cô đang nhận được rất là nhiều đáp án của câu số 3 đều là chọn là câu C cả, chính xác, chính xác. Rồi, cho cô xin nghĩa nè. Mình có câu A từ propose ở đây, nó là động từ nha các bạn nha. Có nghĩa là đề xuất. Vậy thì động từ là từ propose, mà danh từ sẽ là từ proposal. Tiếp theo, proceed, chúng ta sẽ dịch nghĩa là tiến hành. Đó. Proceed chúng ta dịch nghĩa là lợi nhuận, rất xin lỗi. Rồi, tiếp policy là chính sách. Máy bay bay như thật. Rồi, cô đang đợi các bạn nha. Cho cô xin nghĩa nè. Câu A là đề xuất, câu B là lợi nhuận, câu D là chính sách, xuất sắc luôn. Bạn Long làm chút chính xác này, bạn muốn chim, đúng rồi. Proceed with rồi nhìn là lợi, là xử lý cũng được. It's okay. Đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn đáp án là proposal, bạn lưu ý ha. Rồi, mình chuyển sang câu số 5, sự phê chuẩn, sự đồng ý. Từ này là đề nào cô thấy nó cũng xuất hiện cả nè, cô đang đợi. Save hồi nãy có nghĩa là tiết kiệm nha lợi nha. Ghi nghĩa nè, từ save dịch nghĩa là tiết kiệm nè. Rồi, chúng mình đang chuyển sang câu số 4 nè các bạn ơi. Sự phê chuẩn, sự đồng ý, mình dịch nghĩa là gì đây ta? Đúng rồi, cảm ơn bạn Bảo Hồ đã trả lời cho bạn Kiều Lợi nè, xuất sắc. Rồi, cô đang nhận được các đáp án của câu số 4. Các bạn đều chọn đáp án là câu B cả nè. Đúng rồi, xuất sắc luôn. Cái gì mà mình đang học mà cứ có máy bay bay qua rồi nhảy dù các thứ về trời. Cô nhận được đáp án của bạn Bảo Long. Câu A có nghĩa là thông báo, announce. Từ này các bạn nhấn âm 2 cho cô nghe. Tiếp theo câu B, approval là sự phê chuẩn, đồng ý. Được chưa nào? Vậy thì mình có động từ của phê chuẩn, đồng ý là approve. Mình bỏ cái đuôi O đi, xong rồi bạn thêm chữ E vô là ok ha. Đúng rồi, cô nhận được đáp án rất đầy đủ của Thành Nguyên nè, Long nè, chính xác, giỏi. Câu C dùng nghĩa là sự xây dựng. Và câu D, guideline là hướng dẫn, chính xác. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B ha. Thank you. Tiếp theo đang là câu số 5 nha mọi người ơi. Đây là câu cuối cùng mà chúng ta sẽ ôn bài nè. Các bạn vô đây nha. Đây là đang là câu cuối cùng nè. Cô đợi các bạn ha. Mình có từ miễn phí. Miễn phí là đáp án nào? Bạn comment hết rồi cô coi thử nào. Trời ơi. Đang học mà máy bay cứ bay qua bay lại. Rồi, cô đang nhận được
Cô đang nhận được tất cả các đáp án là câu A với câu B đúng chính xác. Miễn phí là mình có hai từ. Từ thứ nhất, ví dụ như các bạn phải học hai từ nè. Ở trên người ta dùng từ free á, thì ở dưới câu hỏi người ta sẽ dùng là complimentary ha. Hello Tấn Linh ha. C và D là thông báo, xuất sắc. Câu C với lại câu D á, là chúng ta sẽ dịch nghĩa nó dưới dạng là động từ nha các bạn nha. Notify với lại là inform, là thông báo. Đúng rồi. Không, câu C với câu D là thông báo luôn nha Hồng nha. A với B luôn, hai đáp án luôn nha mọi người nha. Vậy thì cô bấm 1 trong 2 là nó sẽ tự đúng nè. Free of charge là miễn phí, chính xác. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học của ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hôm nay thì mình học thêm một chủ đề mới, đó là story số 15, chủ đề là bakery ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ biết bakery. Đó, mình có từ đầu tiên ở đây là từ survey. Các bạn biết từ bakery là bánh mì đúng không? Là tiệm bánh. Đó, cô đang đợi các bạn comment cho cô từ survey chưa nào. Ví dụ như khi mà anh ngữ PMP sẽ tổ chức cho các bạn một cái survey để điền vào trong cái form thông báo coi thử là các bạn feedback lại cho cô là học ở trung tâm thì như thế nào nè, xong rồi học livestream với cô Giang, cô Hảo, cô Lan thì sẽ như thế nào nè. Đó, cô đang đợi các bạn comment cho cô từ survey nhé. Hello bạn Hồ Thanh. Đúng rồi, cô nhận được đáp án của Tấn Quốc nè, Ngọc Sơn nè, giỏi. Mình đang có nghĩa là khảo sát. Yeah, đúng rồi. Các bạn đọc lại từ này nha, từ này nhấn âm số 1. Đọc lên ha, survey. Survey. Ok. Để cô chỉnh âm lượng lớn lớn tí nè. Survey. Ok, các bạn nghe rõ chưa nè? Chúng ta có từ survey có nghĩa là cuộc khảo sát ha. Survey. Cuộc khảo sát được chưa nào? It's ok. Đúng rồi. Huy Phương nè, Ngọc Hoàng nè. Rồi, hello bạn Ngọc Hoàng. Thanh Xuân, Ngọc Anh đều làm đúng hết rồi nè. Tất cả bạn đang làm đúng hết, rất là tốt. Giờ, rồi mình chuyển nhanh sang từ thứ hai nha. Từ local community. Cái từ này nó hơi dài cho nên là để cô mở lại cho các bạn nghe một lần nữa ha. Local community. One more. Local community. Rồi. Hello Ngọc Hoàng. Rồi cô, hello Minh Tú. Cô đang nhận được tới câu số 2 rồi nha mọi người nha. Từ vựng số 2 nè. Hôm nay mình sẽ học tổng cộng là 13 từ vựng. Cho nên là các bạn nhanh chóng viết vào cho cô ha. Rồi, Miss Tú cho Miss Giang xin cái form để cho các bạn học viên có thể điền cái email của các bạn vô nha. Rồi, đúng rồi đấy. Mình dịch ngược lại các bạn. Mình dịch ngược lại ha. Từ community có nghĩa là cộng đồng. Local là địa phương. Vậy thì mình đang có là local community. Local community có nghĩa là cộng đồng địa phương. Đúng rồi, tất cả các bạn đang chọn rất chính xác nè. Ngọc Hoàng, Tấn Quốc, Hồ Thanh đều làm đúng rồi nè. Xuất sắc. Bạn Vân, bạn Thịnh, bạn Long đều làm đúng hết. Không, Lợi ơi, cái local community chúng ta sẽ dịch nghĩa là cộng đồng địa phương nhé. Còn ủy ban là kiểu, ủy ban là một cái cơ sở nào đó thôi. Kết quả khảo sát. Ừ, đúng rồi, chính xác. Ngọc Anh nào cũng đúng rồi nè, Ngọc Tuấn cũng đúng. Chúng ta chuyển sang từ số 3, bakery. Trời ơi, cô có một cái câu chuyện để cho các bạn có thể nhớ được từ bakery nè. Mấy ngày nay cô Giang đang đi tìm một cái bakery để cô mua. Được chưa? Cô đang đi tìm một cái bakery để cô mua. Xong rồi cô có đi search trên mạng các thứ, Facebook các thứ. Xong rồi cô phát hiện ra là dạo này thì bakery hơi mắc chút. Hello bạn Thu ha. Rồi, chúng mình đang tới từ bakery rồi nha các bạn nha. Từ này mình nhấn âm số 1 ha. Bakery. Bakery, từ đây tương đối là dễ nè. Đó. Dạo này cô đang đi tìm một cái bakery. Xong rồi người ta bán cho cô là 40.000 một ổ bạn à. Cô đang đợi. Ừ đúng rồi, cô đang nhận được các đáp án của bạn Vân nè, Minh Thảo, Huy Phương nè, Sơn nè, bạn Miu nè, chính xác, bạn May nữa nè. Bakery. Chúng ta có từ này có nghĩa là tiệm bánh mì nha các bạn nha. Bakery, tiệm bánh mì nha. Dạ, đúng rồi. Hồ Thanh nè, bạn Thanh Xuân làm đúng nè. Yeah. Rồi, từ tiếp theo nè. Mình có từ profit. Đó, profit là gì đây ta? Ở đây chúng mình đang có ví dụ như là khi một cái công ty mà nó mở ra á, thì nó sẽ cố gắng để nó vận hành nè, xong rồi có khách hàng nè, xong rồi sẽ thu lại được cái profit. Đó. Khi một công ty làm ăn như thế nào đó thì sẽ thu lại được profit. Vậy thì các bạn có nhớ cái từ đó có nghĩa là gì không ta? Đúng rồi. Đúng rồi. Huy Thịnh, Tấn Quốc, bạn Long rồi tới rồi nè. Ngọc Sơn tới rồi nè.
Chúng mình có từ profit. Profit. Nhớ nha, từ này hai âm thôi nha. Profit. Và nhớ là bật cái âm đuôi ra cho cô là. Ừ, Kim Chi rồi, Lâm Lâm Phong, bạn Vân rồi. Đúng rồi, chính xác. Ổ bánh mì siêu to khổng lồ cô không biết nữa Hoàng ạ, à, nhưng mà nó 40 ngàn, buồn gân nước mắt luôn. Profit. Chúng ta đang có từ profit là lợi nhuận. Vậy thì một người mà bán được một ổ bánh mì 40 ngàn thì đương nhiên là sẽ có profit rồi đúng không các bạn? À, tiếp theo chúng ta đang có từ recipient. Ok, à, cô sẽ mở cho các bạn nghe từ này chút xíu nha. Đây, ví dụ như khi mà mình viết một cái email nè, nó sẽ có chữ from, xong rồi nó sẽ có chữ to. Vậy thì khi các bạn đọc bắt 7 là đường nào nó cũng sẽ có cái này đúng chưa? From, xong rồi to. Vậy thì cái recipient sẽ là đứng ở cái ô from hay là đứng ở ô to vậy ta? Đó, lời 35 càng cô. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Recipient. Recipient, đó. Ừ, đúng rồi, chúng ta đang tới từ recipient rồi nè. Cô mới lại lần nữa nha. Bạn nghe đọc lại từ này hơi khó đọc đấy. Recipient. Recipient, được chưa nào? Ờ, ô tô là sao ấy nhỉ? Bạn cà chua sao comment cho cô từ ô tô ấy nhỉ? Sáng nay cô Giang mới được mua được một ổ mì 13 ngàn. Mừng gấp nước mắt mọi người ạ. Yeah. Recipient. Ờ rồi, chúng ta đã... Ồ, tại sao lại là ô tô ấy ta? À, chữ to, rồi, ô to, ok, rồi, trời ơi. Tôi lại nhầm các bác ạ. Đây, chúng ta đang có recipient. Từ recipient, có nghĩa là người nhận. Vậy thì mình viết mà mình gửi cho ai á, thì mình nhớ là ghi vô cái ô recipient, hoặc là ghi vô cái ô mà có chữ to á. Nghe, còn khi mà đọc bát 7 á, thì phải chú ý cho con một vấn đề nè. Là mình phải đọc gì? Subject, được chưa nào? Mình phải biết được là cái chủ đề của cái lá thư nó nói về cái gì thì mới đọc tiếp xuống dưới nội dung. Các bạn hiểu lý do chưa? Và khi viết email cũng vậy, nhất định phải ghi cái subject để người đọc biết được là mình đang nói về cái gì, trọng tâm nó là cái gì để người ta bắt được ý ha. Rồi, bạn Băng Duyên nè, Hiển nè, Ngọc Anh, Hoàng Huy đều làm chính xác đó rồi. Đúng rồi. À, tiếp theo chúng ta có từ refreshment. Đó, mình đang có từ refreshment. Đây, mấy cái này gọi là refreshment nè. Còn cái này sẽ là đồ uống. Rồi, vậy thì bây giờ mình mở rộng ra chút xíu cho vui nha. Mở rộng ra nha. Chúng ta có đồ ăn thì mình phải có đồ uống đúng không nè. Mà đồ uống thì mình phải có đồ ăn. Vậy thì các bạn comment cho cô nha. Đồ ăn nhẹ là gì? Đồ uống là gì? Cô đang đợi các bạn ha. Đó, đúng rồi. Bạn cà chua thuộc bài rồi nè. Giỏi, xuất sắc luôn. Mình có từ refreshment. No. Cô thấy có gì đó nó sai sai đây rồi đấy. Refreshment. Refreshment, ok. Ừ, rồi, trong lúc chờ đợi thì để cô... Đúng rồi, cô nhận được đáp án của bạn Yến Nhi nè. Từ beverage là đồ uống, xuất sắc. Rồi, Yến Nhi rất là giỏi, nhớ từ đồ uống luôn nè. Học là phải học hai chữ chung với nhau là mình mới nhớ được nha mọi người nha. Refreshment là đồ ăn nhẹ, còn beverage là đồ uống. Vậy thì cô sẽ phân biệt cho các bạn nè. Mình có cái từ refreshment, các bạn không có được gọi là thức ăn nhanh. Bởi vì cái thức ăn nhanh đó, nó mang cái hàm nghĩa nó giống như là junk food đó, hoặc là fast food thì người ta sẽ gọi là thức ăn nhanh. Còn cái này refreshment là nó giống là đồ ăn nhẹ, cái bánh rồi vậy thôi, chứ nó không phải là đồ ăn nhanh nhé. Đúng rồi, cô bắt đầu nhận được thêm của bạn Băng Duyên nè. Chính xác, bạn Vân, bạn Huấn, bạn Tùng cũng giỏi nè. Đúng rồi, Yến Nhi rồi nè, thuộc hết từ refreshment. Đúng rồi, refreshment. Từ này nhấn ở trọng âm 2 nha mọi người nha. Refreshment, đồ ăn nhẹ, được chưa nào? Và mình có từ beverage là đồ uống luôn. Rồi, sẵn là ôn hai từ luôn ha. Tiếp theo là từ mistake. Tối qua cô có đọc một thông tin, người ta bảo là bút chì á, thì cái bút chì có trước hay là cái cục gôm có trước. Vậy thì người ta có phản hồi là cái bút chì có trước, sau đó mới viết sai, xong rồi mới sinh ra cái cục gôm sau. Đó, tối qua cũng mới đọc thông tin đó bạn. Rồi, mình có từ mistake. Đó, khi mà viết bằng cái bút chì xong rồi nó có bị mistake thì mình sẽ lấy cái gôm mình gôm đi, mình viết cái khác vô. Đúng rồi. Yeah. Mistake. 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 Từ này có nghĩa là lỗi, đúng rồi. Thiếu sót, it's okay. Yeah. Sai lầm. Gì trông nghe nghiêm trọng vậy ta? Lỗi lầm vậy ta? Lỗi thôi các bạn. À, nói cho bớt nghiêm trọng nào. Lỗi thôi nha. Nhầm lẫn. Dạ. Yeah. Rồi, mình chuyển sang từ tiếp theo ra từ damage.
Nhớ nha, cái từ này là có âm đuôi là j. Các bạn bật trọng âm ra ha. Damage. Damage, ok. Have you got it? Hello bạn Lộc nè, cô thấy bạn Lộc rồi nè. Rồi bạn Hồ Thanh, Yến Nhi rồi, Hoàng Huy, Hiển rồi, làm đúng hết trơn này nè, giỏi. Cây bút chì của John Quick. Trứng có trước hay con gà có trước á cô? Ồ, cái đấy người ta còn tranh cãi nhiều quá, cô không dám confirm luôn á. Chờ, mình đang tới từ damage, các bạn comment cho cô từ này nha. Từ này nhấn trọng âm ở âm số 1, đó. Damage. Damage, nhớ là nhấn âm 1, mở khẩu hình lớn ra và bật trọng âm ra ha. Chờ, ô mình đang tới từ damage rồi mà ta. Cun cun. Ok, rồi. Damage. Từ này chúng ta sẽ có nghĩa là hư hại. Có một số bạn comment cho cô là phá hoại. Ok, nếu như mà nó là động từ thì chúng ta sẽ dịch nghĩa nó là phá hoại, chính xác. Ở đây đang nghĩa danh từ thì chúng ta sẽ dịch nghĩa là hư hại. Động từ thì là phá hoại nhá. Đúng, đúng rồi. Hư hỏng, thiệt hại. Đúng rồi, chính xác. Giờ bạn Ngọc Hoàng comment cho cô là phá hủy. Nếu như mà nó là động từ thì nó sẽ là phá hủy nha các em. Tiếp theo là từ staff và từ employee. Vậy thì khi mà một người nộp CV vào trong làm việc trong một cái công ty nào đó thì chúng ta sẽ gọi người đó là staff hoặc là employee của cái công ty đó. Đó, và các bạn có thể đoán nghĩa được không? Đúng rồi. Chúng mình đang tới từ staff. Rồi, sẽ bằng nghĩa với từ employee ha. Giờ staff. Rồi, cái từ này mở khẩu hình lớn ra cho cô nghe, staff. Ok. Employee. Employee, từ này nhấn ở âm 2. Employee, nhân viên, đúng rồi. Từ này siêu dễ luôn ha mọi người ha. Staff, employee. Rồi, từ này có nghĩa là nhân viên, cô sẽ đẩy nhanh từ này đi, từ này dễ mà. Tiếp theo nè, chúng mình có ba cái từ này, nó đứng chung với nhau. Vậy thì tại sao mà cô phải dạy ba từ này đứng chung với nhau? Các bạn lưu ý ha, ba từ này nó bằng nghĩa với nhau nè. Và trong TOEIC á, trong một bài thi TOEIC á, thì khi mà ở dưới đáp án á, người ta đưa ra cái từ immediately, thì ở trên cái đoạn văn hoặc là ở trên cái đoạn mà người ta nói á, thì người ta sẽ dùng cái từ là promptly hoặc là right away. Cho nên chúng mình sẽ học ba từ này chung với nhau luôn, không có bỏ từ nào hết nha. Immediately. Cô mở lại một lần nữa ha. Immediately. Promptly. 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 Right away. Ok, yeah. Cô nhận được đáp án của bạn là ngay lập tức, chính xác rồi nè. Immediately. Promptly. Right away. Bạn nào mà sợ quên cái từ này thì bạn nhanh chóng chụp lại cho cô màn hình ha. Từ này nhất định phải thuộc nha. Cô nhận được rất là nhiều đáp án của bạn đều chính xác hết. Ngay lập tức hoặc là nhanh chóng. Ok, chúng ta có là ngay lập tức hoặc là nhanh chóng đều được nha. Từ tiếp theo là từ verify, bằng nghĩa với từ confirm. Ok, từ verify nhấn trọng âm ở âm số 1 và từ confirm nhấn ở âm số 2. Verify. Verify. Confirm. Confirm, ok. Cô tới từ này rồi nè, các bạn nhìn thấy chưa ta? Ví dụ như cô nói là cô, khi mà bạn em nó hỏi em gì đó là em nói là để em về em confirm lại với cô giáo em đó. Đó, đúng rồi, nhận được đáp án của Trân nè, bạn Bùi Bình, bạn Ngọc Sơn, Huy Thịnh. Đúng rồi, bạn Phong làm cũng đúng, Nhất Sơn làm cũng đúng, Miu làm cũng đúng nè. Giờ, rồi, chúng mình verify, có confirm. Từ verify bằng nghĩa với từ confirm, có nghĩa là xác nhận nha mọi người nhé. Kim Chi, Minh Tuấn rồi làm đúng hết rồi nè, giỏi. Khánh Hoàng, hello mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ implement. Rồi, các bạn lưu ý giùm cô nha. Cái từ này chúng ta sẽ đọc như sau nè. Trong lúc bạn cô chờ đợi các bạn comment cho cô nghĩa thì cô sẽ chỉ các bạn đọc nha. Implement. Rồi, cái từ này mình đọc là implement. Đừng có đọc là implement, nó sai đi, nghe chưa? Implement. Implement. Hello Khánh Hoàng. Lâu lâu cô mới thấy Khánh Hoàng vô lại với cô á. Có bạn Lộc nữa nè, bạn Thảo nè, nay cô mới thấy nè. Bạn Tấn Quốc thì hay học với cô, Ngọc Sơn cũng hay học với cô. Ngọc Hạnh comment cho cô là thi hành thực hiện rồi, chính xác. Tiến hành. Hello Ngọc Lâm. Rồi, cô đang nhận được rất là nhiều đáp án của các em nè. Implement. Mình có từ implement, có nghĩa là thi hành thực hiện, bằng nghĩa với từ conduct. Implement. Conduct. Carry out. Từ cuối cùng là carry out. Ok, có nghĩa là tiến hành hoặc là thực hiện. Đúng rồi, Minh Hiền, Minh Thảo rồi, làm đúng hết rồi nè.
Xuất sắc. Chúng ta có từ tiếp theo là từ handle hoặc là từ solve. Vậy thì các bạn lưu ý nè, cái từ handle á, khi mà mình thêm in vào thì người ta sẽ bỏ chữ e xong rồi thêm in vô đúng không? Vậy thì mình phải mở to mắt ra mình coi cho kỹ nha. Từ handle, vậy thì bỏ e đi thêm in vô thì mình sẽ đọc là handling. Còn cái từ hand, hand out là phát ra đúng chưa nào? Vậy thì hand mà thêm in vô thì mình sẽ đọc là handing. Còn có chữ L vô nữa thì mình nhớ đọc là handling, đừng có nhầm lẫn hai từ đó nghe. Ừ, đúng rồi, giải quyết và xử lý. Handle, solve. Ok, từ handle bằng nghĩa với từ solve. Yeah, cô nhận được rất là nhiều đáp án của tất cả các em, bạn Khánh Hoàng, Tấn Quốc nè, Huy Phương nè. Yeah, mình có từ handle bằng nghĩa với từ solve, có nghĩa là giải quyết. Rồi, vừa rồi là 11, 13 từ vựng của bài ngày hôm nay đấy. Rồi, các bạn nhớ là ôn lại cho nó cẩn thận, coi lại livestream với cô nghe. Chúng ta đang tới phần story của ngày hôm nay để mình gắn những từ đó lại. Vậy thì chúng ta sẽ có như sau, mình đi dịch câu nha, bắt đầu nha. Theo một cái survey gần đây từ local community. Đó, vậy thì ôn lại nè. Ôn lại câu tới cho tới community, comment cho cô thử nè. Theo một cái survey gần đây từ local community, đứng đầu bảng xếp hạng bakery nổi tiếng nhất và đạt profit cao nhất trong quý 1 vừa qua đã thuộc về tiệm bánh ở cũng tên là bakery luôn. Wow. Rồi, các bạn có nhớ từ local community không ta? Đó, hồi nãy mình có từ local community. Theo một cái gì? Khảo sát gần đây từ cộng đồng địa phương. Đúng như nào? Rồi, cô nhận thêm đáp án của Minh Thảo nè. Chính xác. Yeah, đứng đầu bảng xếp hạng những cái tiệm bánh nổi tiếng nhất và đạt lợi nhuận cao nhất trong quý 1 vừa qua đã thuộc về tiệm bánh tên là Bakery luôn. Bên cạnh chất lượng sản phẩm thì cửa tiệm còn có dịch vụ chuyển phát đồ ăn đến recipient. Recipient chúng ta sẽ dịch nghĩa là người nhận, được chưa nào? Cứ nhớ cái ô có chữ thu ở trong email là sẽ được. Đó. Tới đó thôi. Yeah, đúng rồi, Ngọc Sơn nè, Kiều Lợi, Kim Chi rồi thuộc bài rồi nè. Giỏi. Trân cũng ok rồi nè. Yeah. Tiếp theo, chất lượng sản phẩm thì cửa tiệm còn có cái dịch vụ là chuyển phát đồ ăn đến recipient, người nhận, kể cả những cái gì? Cái đồ ăn nhẹ, refreshment. Rồi, nhớ luôn đồ uống là gì? Đồ uống là gì? Beverage. Tiếp theo, nếu như mà có bất kỳ một cái mistake, cái lỗi nào hoặc là cái damage nào, cái tổn thất nào mà phát sinh sau khi nhận hàng thì staff hoặc là employee sẽ sao? Immediately hoặc là right away confirm và implement handle vấn đề. Đó, trời ơi cái từ này nó nguyên một cụm là câu này mà không học là thực sự là lỗi lầm luôn á. Các bạn comment cho cô câu này nha. Rồi, nếu như có bất kỳ một cái mistake hoặc là cái damage nào phát sinh, có bất kỳ một cái lỗi lầm hoặc là tổn thất nào phát sinh thì rồi, comment cho cô từ ngay chỗ đoạn staff hoặc là employee cho đến chỗ vấn đề đi nè. Rồi, hello bạn Phước Thọ ha. Cô đang đợi các bạn nha. Chúng mình đang tới ngay chỗ từ staff là employee rồi nè. Rồi, comment cho tôi ngay một câu luôn cho tới ngay chỗ từ vấn đề nha. Cô đang đợi các bạn ha. Ừ, đúng rồi, cô nhận được đáp án của bạn cà chua nè. Nhân viên sẽ ngay lập tức xác nhận và tiến hành xử lý vấn đề. Xuất sắc, trời ơi. Đúng rồi, bạn Huấn cũng đúng nè, bạn cà chua cũng giỏi nè. Giờ các bạn thuộc bài rồi đấy, tốt. Rồi, mọi người á, muốn mà học những cái từ hồi nãy á, mà mình kết nó lại với nhau thì các bạn chụp nhanh màn hình cái này cho cô nghe. Đúng rồi, cô nhận thêm đáp án của bạn Miu nè. Nhân viên sẽ ngay lập tức xác nhận và tiến hành xử lý vấn đề. Giờ, để giải quyết vấn đề, mình dịch là giải quyết vấn đề thì cho hai em á, đừng dịch là xử lý nghe nó ngược ngược á. Đúng rồi, Khánh Hoàng, Ngọc Sơn nè, Yến Nhi, bạn Lộc cũng đúng rồi nè. Giờ, rồi, đó, đó là phần story để mình gắn nó lại với nhau, các bạn chụp nhanh màn hình để mình có thể mình coi ở nhà nha. Giờ, đúng rồi, chúng mình đang chuyển qua phần practice nha mọi người nha. Rồi, hôm nay thì cô sẽ luyện tập cho các bạn. Nói chung là mình sẽ luyện tập càng nhiều, nhiều nhất có thể ha. Cho nên là các bạn quay ngay qua bên phần practice, xử lý nhanh phần này để mình làm được nhiều câu chung với nhau nha.
Rồi, bạn Ngọc Tuấn nè, tiến hành, mình dịch lại giải quyết vấn đề đi nha, cho hay. Rồi, chúng ta có ACC is a local newsletter. Newsletter chúng ta sẽ dịch nghĩa là bản tin nha mọi người nha. Đừng dịch lại lá thư mới là tiêu luôn á, tèo luôn á. Bản tin, publish cái gì đó, a week, at the Talman Community Center. Vậy thì tại cái gì? Trung tâm cộng đồng chính của thị trấn. Tại trung tâm cộng đồng chính của thị trấn. Rồi. Cô đang đợi đáp án của các bạn nha. Giờ rất là nhiều bạn đang comment cho cô là câu D nè. Chúng ta có là once a week. Rồi, mình có cái cụm là once a week là gì? Một lần một tuần, đúng chưa nào? Đó, còn some thì mình sẽ dịch là một vài. Ví dụ như nếu như mà có someone hoặc là something nó dính vô với nhau, nó đứng chung với nhau thì chúng ta sẽ dịch là một cái gì đó. Chia số ít ha. Ever là đã từng. Từng, được chưa nào? All là tất cả, cái này các bạn biết rồi. Mình có cái cụm là once a week là một lần một tuần. Cô sẽ ghi chú cái đó thôi ha. Tiếp theo, câu số 2. Đúng, tất cả các bạn đang làm rất chính xác. Cái gì mà Thanos búng tay làm bay màu con chó của John Wick, cái gì vậy trời? Hình như cô đã, hôm qua cô mới bỏ lỡ cái gì hả các bạn? Once a week, chính xác. Tất cả mọi người đang thuộc rồi nè. Câu số 2 nha. Cái lợi nhuận sẽ, vậy thì mình có từ từ fall. Nào cô ghi ra đây đi. Fall thì quá khứ nó sẽ là fell. Được chưa? Là rớt. Rớt là rơi. Là tuột. Đó. Giảm. Đó. Vậy thì ở trong TOEIC hoặc là ở trong IELTS đó, người ta không có nói là cái từ một từ degree đâu các bạn. Người ta nói đủ thứ cái từ trên cuộc đời này hết á. Cho nên là nhớ là mình phải học những cái từ đồng nghĩa như vậy nha. Miêu tả cho nó hay ha. Cái lợi nhuận thì giảm 20% gì gì đó. Vậy thì ở đây mình đang cần một nghĩa là gì? Bởi vì. Đúng chưa? Vậy thì bởi vì thì mình đang có hai câu là câu A với là câu B. Câu C với câu D cô quăng nó đi nha. Kể nó nha. Đó, câu C với câu D kể nó đi. Mình chuyển qua câu A với câu B thôi. Vậy thì chúng ta đang có từ due to. Ở đây chúng ta dịch nghĩa là bởi vì. Đằng sau nó sẽ cộng với now phrase hoặc là put in, đúng chưa nào? Tiếp theo từ because. Đằng sau từ because sẽ cộng với SVO. Cô tạm gọi nó là SVO ha. Thực ra nó sẽ là close. Rồi. Hello Đương, hello bạn Huỳnh Thành Đạt nè. Rồi. Cô thấy tất cả các bạn đang comment cho cô là câu A. Vậy thì các bạn chú ý nè, đằng sau mình đang thấy là the closer of one of our company man's branches. Vậy thì đằng sau nó sẽ là một cái cụm danh từ, được chưa nào? Cho nên chúng ta sẽ chọn từ due to mà không có chọn được là because, các bạn lưu ý ha. Cái từ này đừng có đọc là because là nó dở đi, nghe nó không hay ha, mình đọc là because, ok. Rồi, lợi nhuận giảm 20% bởi vì sự đóng cửa một trong những chi nhánh chính của công ty, được chưa nào? Dạ, đúng rồi. Tất cả các bạn đang làm rất là chính xác, rất cực kỳ nhanh, cực kỳ tốc độ luôn. Rồi, một cô đang tới câu số 3 này nha mọi người nha. Reserve the bla bla. Chúng mình đang có một cái cụm. Cái này nó sẽ là đi theo cụm. Mình chỉ cần học thuộc thôi. Được chưa nào? Nhớ học thuộc. Nha. Yeah. Đó. Rồi reserve the gì ta? Cái này bạn nào mà học tại Anh ngữ PMP chắc chắn là em sẽ học cái cụm này rồi. Cô đảm bảo với bạn 100% các bạn học cái cụm này rồi. Reserve the gì nhỉ? Like where kitchen goods, cái gì đó, cái công ty sản xuất những cái sản phẩm nhà bếp đã reserve the bla bla để deny, chúng ta dùng nghĩa là phản đối the liability. Đối cái trách nhiệm cho bất kỳ một cái sự tổn thất nào bị gây ra bởi sự sử dụng bất thường. Từ abnormal chúng ta sẽ dịch nghĩa là bất thường ha.
Cô bấm nó ra đi nha. Ừ, đúng rồi, thuộc bài nè. Chúng ta đang có từ reserve the right. Reserve the right, chúng ta sẽ dịch nghĩa là gì? Có quyền. Ừ, đó, đúng rồi, reserve the right chúng ta dịch nghĩa là có quyền. Rồi, mình đi dịch nghĩa các đáp án còn lại nha. Mình có từ residence là thời gian cư trú. Để cô bấm cho cái chữ nó bé bé lại chút đi, hơi to rồi. Đây. Thời gian cư trú. Chết rồi, hôm bữa trước có ai đó chỉ cô Giang cái cách mà làm viết từ không bị lỗi á, nhưng mà giờ nó lại lỗi nữa các bạn ơi. Help. Từ số 2 reserve the right mình dịch là quyền rồi ha. Endeavor chúng ta sẽ dịch nghĩa là sự cố gắng. Yeah, và encompass chúng ta sẽ dịch nghĩa là gì? Bao gồm hoặc là vây quanh. Ok, cầm ghi nghĩa nha. Rồi, tiếp theo nè, cái công ty này có quyền để phủ nhận lại cái trách nhiệm cho bất kỳ cái tổn thất nào mà gây ra bởi sự sử dụng bất thường. Ok, rồi chúng ta tới câu số 4 nè, tất cả các bạn đang làm rất là tốt luôn. Mình tới câu số 4, các bạn cho cô xin bản dịch nữa nha. Rồi, làm thêm một bước nữa nè. Nhấn dấu cộng để phóng to trang là hết lỗi. Nó to hết cỡ rồi Nguyên, to nữa là nó tràn màn hình đó Nguyên. Trời ơi, to nữa là tràn màn hình em. Tomorrow's 1-to-1 training session. Cái câu này có một cái cụm cần dịch siêu hay luôn, cho nên các bạn cho cô xin bản dịch nha. Rồi, cái gì đó được tổ chức tại cái phòng họp thì như thế nào đó cho supervisor và new staff members. Rồi cô đang đợi các bạn nha. Mình chọn được câu số 4 chưa ta? Cô thấy bạn Kim Chi là bạn đầu tiên thì cô bấm dấu trừ. À, ừ, rồi để cô thử. Cảm ơn Nguyên. Ừ, rồi bạn Châu Lê Quang cũng chọn đáp án câu 4A nè. Ngọc Hạnh cũng câu 4A nè. Giờ tất cả các bạn đang chọn câu 4 là câu A hết. Vậy thì chúng ta sẽ có cái cụm là gì? Intended for, là dành cho. Thứ hai là base, chúng ta sẽ dịch nghĩa là dựa trên. Rồi agreed là đồng ý. Và câu cuối cùng invited là mời ha. Trời ơi, bị lỗi dữ quá trời. À, do đúng rồi, cô thu nhỏ lại là nó được á mọi người. I got it. Rồi, cho cô xin bản dịch nha. Rồi, cảm ơn Thành Nguyên nha, cô đã xử lý được nó rồi. Cô thu nhỏ như vậy, các bạn nhìn có rõ không ta? Tomorrow's 1-to-1 training session. Vậy thì mình có cái chủ ngữ ở đây, nó từ đây tới đây nè các bạn. Đó. Rồi, đằng sau này nó sẽ là động từ nè. Cái này nó sẽ là một cái trạng ngữ chỉ thời gian nhé, chứ nó không phải là tân ngữ đâu nha mọi người nha. In a boardroom nó là một trạng ngữ chỉ thời gian. Rồi, cô đang đợi mọi người nha, cho cô xin bản dịch quá nha. Cái buổi đào tạo 1-1 vào ngày mai. Đừng chọc bạn nữa, bạn nó khóc bây giờ. Buổi đào tạo 1-1, 1-to-1, cô sẽ dịch là 1-1, tức là mình sẽ làm việc trực tiếp với người ta đó, được tổ chức tại trong cái phòng họp thì sẽ dành cho những cái người supervisor, những cái người giám sát và những cái thành viên mới. Ok, chúng ta sẽ có cái cụm là intend for, dành riêng cho đó, được dành cho ai đó. Dạ đúng rồi, bạn Kiều Lợi comment cho cô cái cụm đó rồi nè, xuất sắc. Chúng ta đang tới với câu số 5 nha các bạn nha. Cô phóng lên tí đi. Không, nhưng mà nó lỗi rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta đang tới với câu số 5 nè. It is necessary to. Vậy thì mình cái cụm phía trước nè, chúng ta sẽ dịch là, mình bỏ cái từ it is đi nha, kệ nó, đừng có dịch chi, mình dịch tiếp từ necessary trở đi thôi. To, bla bla, ngay chỗ đây là một cái verb nè. Rồi, mình có từ detain ở đây, chúng ta dịch nghĩa là ngăn cản hoặc là cản trở. Associate là hợp tác. Rồi, conduct là tiến hành. Rồi, cuối cùng foresee là kiểu như là dự đoán.
Rồi cô đang đợi các bạn nha. Đang chọn toàn bộ là câu C này, đúng rồi. Có bạn Châu Lê Quang comment cho cô bản dịch đó là conduct survey, là tiến hành khảo sát cho. Rồi, cho cô xin bản dịch nữa nha. Cho cô xin bản dịch của cái này ha. Cô đang thấy các bạn comment cho cô đáp án thôi, nhưng mà cô chưa có thấy dịch. Cho mọi người dịch thử, coi thử các bạn dịch được như thế nào nha. Bởi vì ở đây nó cũng có những cái từ mới, ví dụ như là từ obtain nè. Xong rồi có từ desirable nè. Đó, toàn từ mới xịn sò không, cho nên là comment ha. Cần thiết kế. Ô, cái chữ nào mà cần thiết kế để thực hiện một cuộc khảo sát ấy nhỉ? Đâu có chữ nào thiết kế đâu ta. Trời, suy nghĩ. Đúng rồi, mọi người đang làm chất chính xác nè. Cần thiết để tiến hành một cuộc khảo sát gì gì đó. Rồi, ai dịch được cái từ thorough survey không ta? Cần thiết để thực hiện một cuộc khảo sát gì nè? Đúng, từ obtain ở đây dịch nghĩa là đạt được, giỏi. Đạt được, rồi. Desirable chúng ta dịch nghĩa là đáng, ao ước ha. À, cho cô xin từ thorough survey nhé. Câu này đương nhiên là mình sẽ chọn đáp án là câu... Đây, câu C rồi. Trên đây thì mình intend for is ok rồi ha. Ừ, cần thiết để thực hiện một cuộc khảo sát gì đó nè. Đúng rồi Minh Tuấn, cô nhìn nhầm á. Một cuộc khảo sát kỹ lưỡng. Chính xác. Một cuộc khảo sát kỹ lưỡng, xuất sắc luôn. Chính xác luôn. Cuộc khảo sát kỹ lưỡng, cẩn thận cũng được, không sai nghe. Đúng rồi. Đúng không? Xuyên suốt là dịch nhẹ không hay. Tiếp, để mà in order to hoặc là in order for, để mà chúng ta nhận đạt được cái gì? Cái một cái địa điểm đáng ao ước, được chưa? Cho cái trụ sở mới của công ty. Vậy thì cái từ site ở đây các bạn sẽ dịch nghĩa là địa điểm ha. Cô viết ra đây nha. Địa điểm, được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng mình chuyển sang câu số 6. Ở trong cái phần này toàn là từ vựng thôi, cho nên các bạn làm cực kỳ cẩn thận, xong rồi mình học thuộc luôn để biết xong mình làm cho đúng nha. Dạ. Rồi mình chuyển sang câu số. Bạn Kiều Lợi đã làm đúng xong rồi. Và vui vẻ tự khen luôn. Rồi, xuất sắc. Câu số 6 nha. The decline in sales was. Vậy thì hồi nãy mình có từ giảm á. Từ decline hồi nãy cô ghi á, nó bằng nghĩa với từ gì hồi nãy giảm á nhỉ? Nãy các bạn có nhớ từ giảm là chữ gì không ta? Decrease. Decrease. Rồi gì nữa nhỉ? Rồi cho cô xin nghĩa từ decline với nè. Bên cạnh đáp án cho cô xin nghĩa đồng nghĩa với từ decline với nghe, để cho các bạn ôn lại chúng nhau luôn. Sự giảm số về mặt sự giảm sút về mặt doanh số là, rồi ở đây đằng trước các bạn đang nhìn thấy là chữ was, nó đang là to be nè. Đằng sau was due to the lack of innovation là bởi vì cái sự thiếu hụt trong cái sáng tạo những cái ý tưởng mới trong team marketing. Vậy thì mình đang có từ broadly, chúng ta sẽ dịch nghĩa là chủ yếu. Tiếp theo, nearly là gần như. Rồi, usefully là một cách hữu dụng. Một cách hữu dụng. Rồi, từ cuối cùng, safely là một cách an toàn. Rồi, vậy thì các bạn có thể để ý một cái cách cô dịch những cái thằng trả từ ha. Ví dụ như thằng tính từ đây, cô dịch useful là hữu dụng đi. Thì mình khi mình dịch trạng từ mình sẽ thêm chữ một cách vô là nó đa phần là nghe nó sẽ hợp đó. Rồi false, reduce, chính xác. False. Rồi bằng với reduce. Rồi cảm ơn Hùng nha, cảm ơn bạn Kiều Lợi nha. Rồi Ngọc Sơn nè, Nhất Sơn, Minh Thảo, yeah. Yến Nhi, rồi go down, xuất sắc, trời ơi giỏi quá. Go down, mình có một đây rồi, 1, 2, 3, 4, 5 từ bằng nghĩa của từ decline. Rất là chuẩn luôn. Rồi các bạn có thể viết vào nha. Cô nhận được bản dịch của bạn Kim Chi, đó là sự sụt giảm trong doanh số thì hầu như là vì sự thiếu đổi mới ý tưởng trong đội ngũ marketing. Xuất sắc.
Đúng rồi, dịch rất là chuẩn luôn. Was probably, chủ yếu là bởi vì. Đúng rồi đấy. Ừ, cảm ơn Kim Chi nha. Tiếp theo chúng ta đang tới với câu số 7. À, câu số 7 mình có một cái từ. Cái từ này ở trong bài thi TOEIC chúng mình lâu lâu mới gặp một lần nè. Từ đó, rồi. Attorney. Từ này mình nhấn ở âm số 2 nha các bạn nha. Mình đọc là attorney ha. Most company thuê attorney để cái gì đó. Rồi, chịu khó luôn. Attend là tham gia, tham dự nha. Tham gia, từ này tương đối là dễ. Represent là đại diện. Tiếp theo, conduct là tiến hành. Rồi, express chúng ta dịch nghĩa là bày tỏ. Rồi, đúng, đúng rồi nè, cô nhận được đáp án của Quang nè, Lợi nè. Rồi, bạn Quang chọn luôn đáp án của câu số 7 rồi. Còn cái đáp án của các bạn còn lại sao ta, có thay đổi gì không ta? Hiện tại đang là 11:45. Mình đang đến với câu số 8. Chúng mình sẽ sửa qua câu số 9 nha mọi người nha. Xong rồi mình sẽ đi tiếp, để hôm sau mình học tiếp ha. Cô nhận được hai đáp án. Đáp án là câu A với lại là câu B. Đó. Rồi ok, nhìn chú ý nè. Cô đang nhận được hai đáp án là câu A với lại câu B ha. Vậy thì hầu hết những cái công ty thuê gì? Luật sư. Thuê luật sư để gì gì đó họ. Trong trường hợp mà họ encounter. Rồi cho xin nghĩa từ encounter nào. Đó. Encounter thì nó hay đi với từ with. Đúng chưa nào? Còn không đi cũng được. It's ok. Rồi. Để đại diện họ trong cái trường hợp mà họ encounter any trouble. Rồi vậy thì cho cô xin nghĩa của từ encounter nhé. Cái câu này chúng mình không có chọn được đáp án là câu A đâu mọi người. Bởi vì là to tham gia, attend thì nó sẽ đi với giới từ to nha Hiển. Attend thì sẽ đi với giới từ to, đó là tham gia vào, được chưa nào? Hiển ơi, Hiển nhớ cho cô này, attend thì đi với giới từ to nha, tham gia vào nhé. Đúng rồi. Giờ bạn Trân, bạn Huy Thịnh, bạn Thành Nguyên, bạn Long, rồi Hạnh. Rồi, bạn Bùi Bình. Không, cái này mình đừng có dịch là bắt gặp, không có hay đâu. Mình sẽ dịch nghĩa là gặp phải hoặc là đối mặt với. Đối mặt hoặc là gặp phải đi. Chứ mình dịch là bắt gặp là nó sẽ dễ bị, sao ta? Nó sẽ dễ bị confused khi mình dịch những cái câu khác nhau á. Cho nên các bạn tốt nhất là bạn nên dịch nghĩa là đối mặt nha. Để tránh bị confused khi mà mình gặp những cái câu mang nghĩa rộng hơn thì mình sẽ dịch nghĩa là đối mặt hoặc là gặp phải nha. Cho nó an toàn mình nha. Chứ mình cũng đâu có phải là giỏi xuất sắc để mà mình nhớ được một đống nghĩa của nó đâu, đúng không các bạn? Cho nên là mình sẽ chọn cái nghĩa mà nó hay xuất hiện nhất. Nhớ nha. Tiếp theo câu số 8 nè. Câu số 8. You need to pay for the cost of shipping. Gì gì đó. Give an alternative instruction. Cái câu này cần phải có bản dịch nè. Cho cô xin bản dịch luôn nha. Cô nhận thêm được đáp án của bạn Nguyễn Thị Xuân Lộc là đối mặt nữa. Chính xác. Dạ. Đúng rồi. Ô, hôm nay mọi người cô chưa thấy bạn làm sai một câu nào luôn á. Rất là đỉnh luôn. Hồi nãy do bài làm cũng đúng luôn. Xuất sắc. Hello Ngọc Phong. You need to pay for the cost of shipping. Gì đó. Mình có từ also ở đây, chúng ta dịch nghĩa là cũng. Tiếp theo except thì sẽ là ngoại trừ. Except thì hay đi với từ for ha. Cô để ra đây luôn nha. Rồi tiếp theo therefore thì chúng ta dịch nghĩa là vì vậy. Đây là vế là chỉ kết quả. Rồi, cuối cùng unless thì mình sẽ dịch là nếu không. Rồi, mình đang tới với câu số 8. Cô đang đợi đáp án của các bạn nha. Câu số 8 là một câu rất là dễ gây tranh cãi nè, cho nên là mọi người cho cô xin bản dịch ha. Rồi, cho cô xin bản dịch nha. Dịch nha, chứ không là cãi nhau chí chóe trên này á. Rồi, tất cả các bạn đang chọn đáp án là câu D nè. Dạ. Yeah. Có ai chọn câu khác không ta? Có ai chọn câu khác không? Except thì đằng sau nó sẽ cộng với một cái noun phrase. Đúng chưa nào?
Còn unless thì mình sẽ cộng với một cái SVO. Nhưng mà ở đằng sau này thì mình đang có nè. Cái này là rút gọn, được chưa? Nó đang là rút gọn vấn đề đó. Ừ, đúng rồi. Dạ, yeah, cô nhận được đáp án của bạn Lê Quang. Cần trả phí vận chuyển trừ khi cung cấp các chỉ dẫn. Đâu, cái câu này mà dịch là cung cấp các chỉ dẫn là hơi hơi cha cha rồi đấy. À, cho cô xin bản dịch của câu này nha. Bạn cần phải thanh toán chi phí vận chuyển. Rồi, mình có một cái cụm là pay for the cost of shipping. Chúng ta sẽ dịch nghĩa là thanh toán chi phí vận chuyển. Dịch lại cho nó hay. Cái khúc này các bạn chú ý nha, từ given nha. Given mà dịch là trừ khi cung cấp là thấy hơi đi hơi xa rồi nè. Rồi, bạn quan chú ý nè. Khi mà mình thấy khi câu rút gọn mà đề đúng chưa? Vậy thì nó không có chủ ngữ, nó chỉ có động từ và cái động từ đấy nó sẽ ở dạng là verb in hoặc là verb by ed, được chưa? Vậy thì khi mà nó ở verb in em sẽ dịch nghĩa theo kiểu chủ động. Còn khi nó ở verb by ed thì em sẽ dịch nghĩa theo kiểu bị động ha. Em sẽ dịch là chữ được hoặc là chữ bị là nó sẽ đúng, được chưa nào? Bạn cần phải thanh toán các chi phí vận chuyển nếu như chưa đúng nha. Đúng rồi, cô nhận được đáp án của bạn Lê Quang. Hồi nãy Lê Quang dịch lộn xong giờ Lê Quang sửa lại nè. Trừ khi bạn được cung cấp. Đúng, trừ khi bạn được cung cấp những cái chỉ dẫn thay thế. Rồi. Trừ khi được cung cấp các chỉ dẫn thay thế. Đến từ cái phòng Customer Service Department, phòng dịch vụ khách hàng. Đó. Cô nhận được đáp án của bạn Lê Quang, trừ khi bạn được cung cấp là đúng rồi nè. Thành Nguyên dịch như sau, trừ khi bạn được cung cấp những hướng dẫn nào khác từ bộ phận dịch vụ khách hàng. Còn không thì bạn sẽ phải trả phí vận chuyển, chính xác, dịch rất là thoáng nè. Ok, mình có thể đảo trước, đảo sau, it's ok ha, dịch được hết nha. Nếu không đưa ra rồi, cô nhận thêm được đáp án của bạn Xuân Lộc nè. Bạn Xuân Lộc chú ý cô nè, ở đây mình đang có từ given, tức là nó là câu bị động, được chưa? Vậy thì mình sẽ dịch có chữ được hoặc chữ bị vô, em lưu ý ha. Nhớ nha mọi người nha. Cái câu này chúng ta đang đợi. Ủa sao có câu A, câu B rồi nhiều thế ta? Ừ, rồi. Đó. Rồi, câu này cô sẽ chốt đáp án là câu B. Except given alternative instruction. Vậy thì mình không có chọn được câu D hết. Câu này cô thấy siêu nhiều đáp án luôn nè. Bạn Vĩ chọn câu A nữa nè. Also là dịch là cũng là sai rồi, không chơi ha. Sư phụ idol Minh Tuấn. Ừ. Rồi, bạn cần phải thanh toán cho tất cả các chi phí vận chuyển trừ khi được cung cấp các chỉ dẫn thay thế từ phòng dịch vụ khách hàng, hoặc là dịch đảo vé đây trước, dịch vé đây sau. Đúng hết. Mình sẽ chọn chốt đáp án là câu B, except for, ngoại trừ. Chưa? Đó. Tiếp theo mình chuyển sang câu cuối cùng nha mọi người nha. Các bạn mà hiểu câu số 8 rồi đó, cho cô xin một cái comment ha. Các bạn hiểu rồi, các bạn comment cho cô là yes nha. Để cô chuyển sang câu số 9 nha. Câu số 9 siêu khó luôn nè mọi người, từ vựng rất là lạ nè. Nó đứng ở đầu câu nhá. Đứng ở đầu câu, mình có từ lengthy, chúng ta sẽ dịch nghĩa là dài dòng, tính từ nè. Dài dòng. Rồi tiếp theo nè, từ opportune, nó là tính từ luôn. Cô đang dịch nghĩa từ opportune có nghĩa là thích hợp. Đúng rồi, Xuân Lộc, Phương Loan, Huy Thịnh, Ngọc Hạnh, Thành Tâm. Bạn Bùi Bình cũng hiểu rồi nè. Cô bắt đầu tiếp tục nhận thêm được đáp án của bạn Quang với câu số 9 rồi nè, xuất sắc. Bạn Quang rất là tốc độ luôn. Từ supplier, từ này các bạn lưu ý nha. Mình sẽ nhấn trọng âm số 2, mình sẽ đọc là suppliers, được chưa nào? Xin lỗi, nhắn âm 1 chứ, suppler. Cô xin lỗi, Quang sửa lại cho cô một chút xíu ha. Đánh trọng âm lên âm số 1 cho con nghe. Chứ không là bữa sau về nhà đọc từ đây tầm 7 á.
Rồi, từ này là subword, có nghĩa là dư thừa. Tiếp theo, từ brief, từ này siêu dễ luôn, ngắn gọn, xúc tích. Đó. Giờ, subword là dư thừa. Rồi, Hiển cũng yes rồi nè. Giờ. Các bạn thân mến, cho cô Giang trong lúc cô chờ đợi đáp án câu số 9 của bạn thì cho cô quảng cáo một phút thôi nha. Đó, hiện tại á thì các thầy cô đang nỗ lực cung cấp cho bạn những cái bài giảng này, những cái buổi giải đề xuất sắc nhất, hay nhất, nhiều thông tin nhất có thể, được chưa? Xong rồi, các cô cũng đang nỗ lực là cung cấp cho các bạn từ vựng để sau mỗi cái buổi học đều có từ vựng để học nè. Xong rồi cô cũng cố gắng là cô ôn lại bài cho các bạn rồi, đúng không nào? Vậy thì thay vì mình cứ cố gắng chờ đợi một cái khóa học giải đề đến từ phía trung tâm, bởi vì các thầy cô đang rất là bận, thực sự đang rất là bận luôn, đang dạy hết tốc lực luôn. Cho nên các bạn làm cho cô một bước ha. Đó, vậy thì hiện tại á, mình đang học thứ hai, thứ tư, thứ sáu livestream đúng không nào? Thứ hai thì có cô livestream giải đề nè, cô dạy từ vựng nè, cô ôn từ vựng chung với các bạn nè. Xong rồi thứ tư, thứ sáu là sẽ có cô Hảo và lại cô Lan giải đề cho các em ở trên fanpage Thối PMP đúng chưa nào? Vậy thì thay vì mình cứ chờ đợi một cái lớp học để mà mình vô mình ngồi mình được học với các cô tại một cái lớp riêng, thì tại sao mình không tham gia chúng cô tận dụng hết tất cả những cơ hội để cùng học với các cô, đúng không? Cho nên là các bạn, nếu như mà bạn nào á nhớ đó, mình hiểu được cái điều này á, thì các bạn nhớ nha, mình save ngay lại cái group này đó, bấm nút thích cái group học Thối không đồng nè, mình có thể mình tra thêm cái fanpage Thối PMP nữa, để thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào lúc 11 giờ cho đến 11:45 thì có thể cùng học cùng chung với các thầy cô luôn ha. Rồi, cô nhận được rất là nhiều đáp án của câu số 9 nè, cô bạn Hiển, bạn Hồ Thanh, bạn Ngọc Tuấn nè. Không biết cái livestream của cô nó có vấn đề gì không, nhưng mà cô bắt đầu nhận được có 3 đáp án rồi ta, nó có bị làm sao không ta? Rồi, thêm bạn Bùi Bình nữa, cô đang nhận được một câu trả lời rất là cụ thể từ bạn Bùi Bình. Những cái phần dư thừa, vậy ở đây mình đang có một cái tính từ đúng chung với danh từ nè. Đó, mình dịch hai đứa nói chung với nhau, dịch ngược lại nha. Phần dư thừa, những phần dư thừa, chứ là thêm chữ những vô cho nó hay ha. Những phần dư thừa được lưu trữ ở trong nhà kho sẽ maybe, tại sao lại là produce? À rồi, sẽ được thu mua ở một cái giá special sales prices, là ở một cái giá rất là phải chăng, cái giá bán đặc biệt mà nó rất là cạnh tranh. Mình có từ negotiable là cạnh tranh nữa mọi người ha. Đặt chân cái câu từ này nha, cạnh tranh, giá cả cạnh tranh là giá rẻ đấy. Giờ tô lên từ cạnh tranh luôn nha. Bán với giá cạnh tranh tức là bán với giá rẻ. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái cụm surplus price, mình sẽ dịch nghĩa là những phần dư thừa. Chờ, mình có từ lengthy, vậy thì cái cách mình xây dựng từ như sau. Từ length có nghĩa là dài đúng chưa? Vậy thì lengthy là tính từ dài dòng. Rồi tiếp, opportune là thích hợp, brief là ngắn gọn, hai cái từ đó bắt buộc phải học rồi ha. Rồi cảm ơn bạn Bùi Bình ha, bạn Ngọc Tuấn, Hồ Thanh, Văn Hiển làm cũng chắc là chính xác nè. Lê Quang làm cũng đúng nè. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã trải qua 9 câu của phần Part 5 ngày hôm nay rồi nè. Mình cũng ôn lại từ vựng của bài ngày hôm trước và chúng mình cũng học được cái câu chuyện rồi. Cho nên á, là các bạn nhớ nha, nhớ save lại nhanh chóng cái bài học này, hoặc là các bạn có thể chia sẻ về trong cái trang của mình, riêng của mình, để mình có thể để chế độ bạn bè, hoặc là để chế độ của em, hoặc là để chế độ public tùy em ha. Nhưng mà để mình có cái cơ hội để mình ôn đi ôn lại đúng không nào? Chứ nhiều lúc các bạn vô group thì nó lại trôi mất. Cô đăng rất là nhiều bài, nhiều lúc nó lại trôi mất thì nó không có hay ha. Cho nên là các bạn bấm cái nút share về để mà mình có thể cùng học nha. Rồi, hôm nay các bạn có hiểu bài không nào? Hôm nay mình học bài có cái phần dò từ vựng nữa. Mọi người có thích cô Giang hôm sau dò từ vựng nữa không? Ai mà thích hôm sau cô dò từ vựng tiếp thì comment cho cô là thích, được chưa? Comment cho cô là thích để hôm sau cô tiếp tục cô dò từ vựng chung với các bạn nha. Rồi, có ai cảm thấy cô ơi, cô học, cô dạy thôi, cô đừng dò từ vựng không? Em sợ dò từ vựng lắm, thì comment cho cô để cô biết nha. Mọi người ơi, mọi người có thích cái phần dò từ vựng hôm nay không? Comment cho cô một cái ha. Cô đang đợi các bạn nhé.
Ờ rồi, cô nhận được đáp án của bạn Huy Thịnh Thái Long rồi nha. Rồi, bạn Xuân Lộc cũng comment cho cô bà câu hồi nãy rồi nè. Đúng rồi, Xuân Lộc comment rất là chính xác. Ngọc Hạnh, Huy Thịnh, Thái Long. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, Như Quỳnh, Gia Yến Nhi, Ngọc Sơn, bạn Bùi Bình, rồi bạn Trung Hiếu. Ok, vậy thì từ nay trở về sau á, cô sẽ thiết kế thêm nhiều cái bài để mà chúng mình ôn từ vựng nữa nhé. Hiện tại mình đang tới story số 15, được chưa nào? Vậy thì cô sẽ ôn các bài trước, được chưa? Các bài trước ha. Rồi cảm ơn Lâm, cảm ơn Lộc, rồi cảm ơn Tuấn. Hiện tại thì cũng trễ rồi cho nên cô sẽ tạm dừng cái livestream này ở đây. Các bạn nhớ là share livestream về trong cái tường nhà mình để mình có thể mình coi lại bài chung với cô nha. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ha. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn một buổi trưa thật là vui vẻ. Giữ gìn sức khỏe mùa dịch này nha. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. See you. Bye bye.